Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều trở ngại vướng mắc. Tọa đàm chủ đề nhà ở xã hội đột phá từ chính sách mới do báo Người Lao Động tổ chức sáng nay, phần nào ghi nhận những kiến nghị giải pháp từ các cơ quan chức năng, nhà đầu tư bàn hướng tháo gỡ điểm vướng để nhà ở xã hội sẽ là mảng đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp, giúp gia tăng nguồn cung trong thời gian tới. Theo các nhà đầu tư, chính sách mới trong luật nhà ở năm 2023 áp dụng ngày 1 tháng 8 năm 2024 và Nghị định 100 của Chính phủ có nhiều điểm mới thu hút doanh nghiệp tham gia, tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Bên cạnh mở rộng đối tượng được hưởng nhà ở xã hội, luật còn cải cách đáng kể về điều kiện thụ hưởng như bãi bỏ điều kiện cư trú khi mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Điều kiện về thu nhập cũng được nới lỏng. Chủ đầu tư được miễn ngay tiền sử dụng đất, không cần làm thủ tục xác định giá đất, được hưởng lợi nhuận đến mức 10% tính riêng cho phần nhà ở xã hội. Để đạt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần triển khai các chính sách mới linh hoạt, sáng tạo. Chúng tôi phải tìm ra các cái giải pháp thi công cho các dự án để mang tính tối ưu, để giảm cái chi phí. Và hai nữa là chúng tôi phải có một cái mạng lưới để liên kết đối với tất cả các thành phần tham gia vào một cái dự án nhà ở xã hội. Các đơn vị cung cấp đầu tư xây dựng sắt thép xi măng để họ chia sẻ đối với chúng tôi các cái chi phí đầu vào. Đối với các khu công nghiệp mới mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự kiến trong cái giai đoạn 2025-2030 thì chúng tôi sẽ đề xuất và có những cái khu vực. Là thứ nhất là trong khu công nghiệp thì theo cái nghị định 35 sẽ dành khoảng 10% cái diện tích mà dịch vụ, thì trong cái khu đất dịch vụ đó có thể xây dựng cái nhà lưu trú cho người lao động là tiện nhất. Và đối với quy hoạch mà ngoài khu công nghiệp thì chúng tôi đề xuất với Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có cái khu dân cư liền kề khu công nghiệp. Cái giải pháp lớn nhất hiện nay đó là cái khâu thực thi pháp luật của các bộ ngành và đặc biệt là của chính quyền các địa phương. Để thực hiện được mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội thì chúng ta phải giải quyết 4 vấn đề lớn. Phải có quỹ đất để phát triển nhà xã hội, phải có cái chính sách ưu đãi về thuế đối với chủ đầu tư và đối với người mua nhà xã hội, phải có cái chính sách ưu đãi về tín dụng đối với chủ đầu tư và đối với người mua nhà xã hội. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải cải cách triệt để cái thủ tục hành chính. Luật đã có những quy định rõ ràng, cởi mở hơn, nhưng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, cần tập trung vào các yếu tố cốt lõi như quỹ đất, hỗ trợ tín dụng và đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Từ cái việc mà lãi suất cho vay hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 6,6% năm, thì ngân hàng chính sách xã hội trên cơ sở đó thì là áp dụng cho lãi suất của cho vay để mua thêm mua nhà ở xã hội là 6,6% năm. Chứ ngân hàng chính sách xã hội không có đặt ra được cái lợi ích này. Đề xuất cái giải pháp là đột phá liên quan tới thủ tục hành chính, là thay vì mình thực hiện trình tự thủ tục các bước là chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch 500 và giao đất thì tích hợp luôn ba cái bước này. Trong tháng 11 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Sau khi được phê duyệt quy hoạch, thành phố sẽ khẩn trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để mở rộng quỹ đất cho nhà ở xã hội và sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất, trong đó có gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng giúp người mua nhà tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn.